Tập 44. Có phải trong mắt các người cảm thấy một người bình thường như anh hoàn toàn không xứng đáng đi chung với các tinh anh xã hội như người không? Anh biết em không có ý nghĩ này mà. Anh biết em không có. Nhưng cậu ta có. Cậu ta cho rằng bản thân thành công rồi thì có thể xem thường người khác sao? Trước đây chúng ta đã từng phạm sai lầm trong tình cảm. Anh không hy vọng em mắc sai lầm tương tự như thế với người khác. Nếu như em muốn tìm, em ít nhất cũng phải tìm được một người mạnh hơn anh được không? Thằng nhóc kia không xứng đáng với em đâu. Căn cứ theo logic đó, người thành công hơn cậu ta liền có thể xem thường cậu ta đúng không? Hiệp ái, nếu như có một ngày anh thành công, anh tuyệt đối sẽ không giống cậu ta. Trước đây em đối với anh, đối với cuộc sống của bạn anh chỉ tay múa chân, bây giờ bạn em nói anh như thế, anh cần nhận mấy câu thì đã sao? Em muốn chơi với cậu ta thế nào cũng được, đó là chuyện của em. Nhưng hôm nay em không nên dẫn cậu ta đến nơi này. Em muốn tất cả bọn anh đều cùng em chơi với cậu ta sao? Nào. Thực ra tôi cảm thấy hai người chúng ta có nhiều điểm giống nhau. Đều là bảo vệ mỏ vàng, còn có thể bị chết đói. Ý gì? Trước đây khi tôi ở Phi Dương, rất có nhiều truyền thông dân âm thầm đi tìm tôi, bảo tôi cho bọn họ ít tin tức. Tôi không đồng ý. Kết quả thì sao? Tôi không nói, tất nhiên sẽ có người nói. Đến cuối cùng, tiền không kiếm được, một chút chuyện tốt cũng không có. Bây giờ tôi lại nghĩ, thấy có một chữ rất đúng với tôi: ngu. Có tiền mà không biết cách kiếm. Nào, tôi nói cậu nghe, đôi lúc kiếm tiền không khó. 2 vạn tệ không phải chuyện của một câu nói thôi sao? Cho nên, nghe người đi trước khuyên một câu, sau này gặp phải loại chuyện như thế này, tuyệt đối không dùng đến đầu óc. Trong cái xã hội này, cầm tiền trong tay rồi, thế mới là thực tế nhất. Đúng rồi, sau sự việc ở Thái Lan kia, đã mang đến cho các cậu không ít phiền phức. Theo như tôi biết, đoàn đội phụ trách Bia của lực sĩ nhỏ có lẽ là DLD. Sao đến tận bây giờ bọn họ cũng không có động tĩnh gì vậy? Đừng nhắc đến DL nữa. Chỉ một câu liền đá quả bóng về lại rồi. Nói là để chúng tôi điều tra một chút lô sữa bột xảy ra vấn đề ở Thái và lô sữa bột đó ở trong nước xem có thể chứng minh lô sữa bột bán trong nước và lô xảy ra vấn đề ở Thái không phải là cùng một lô. Bọn họ nói nghe thật nhẹ nhàng, chúng ta phải chạy gãy cả chân. Còn họ đứng nói chuyện không đau lưng mà. Sao anh lại ở đây? Anh không biết em có tha thứ cho anh hay không. Anh không biết em có muốn gặp anh hay không. Anh chỉ có thể đứng đây đợi em thôi. Anh đến lúc nào? Anh đến từ lúc trưa. Anh không đi làm à? Anh không đi làm nữa. Nếu như hôm nay không gặp được em thì ngày mai anh lại đến. Đến khi nào gặp được em thì thôi. Anh thực sự rất muốn gặp em. Anh biết. Bây giờ em vẫn còn giận anh. Anh gọi điện em cũng không bắt máy. Tin nhắn em cũng không trả lời. Nhưng mà em có biết không, những ngày qua anh chưa từng ngủ ngon ngày nào cả. Chỉ cần anh vừa nhắm mắt, trong đầu đều là em. Anh không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Anh chỉ biết, nếu như không gặp được em, nghe tiếng em nói, anh không thể làm được gì hết. Đúng. Anh giống như một thằng ngốc. Anh chính là một robot có thể gõ mã. Anh không thể hiểu được cảm giác chăm sóc em, cũng không biết dỗ dành em thế nào. Nhưng mà bất kể thế nào, em đánh anh mắng anh cũng được. Anh chỉ muốn gặp em thôi. Sau này đừng thế này nữa.
sau này sẽ không thế này nữa. Anh sẽ không ép buộc em đến tham gia các buổi tụ tập của bạn anh nữa. Anh cũng sẽ không tham gia những buổi tụ tập đó nữa. Những thói quen xấu mà em nói anh sẽ thay đổi, sẽ nghe em hết. Nhưng có một điều anh xin em, đừng phớt lờ anh, được không? Đỡ hơn chưa? Anh đã nhìn thấy bản thông báo em viết chưa? Thế nào? Em đừng quan tâm cái này nữa. Bây giờ em bị cảm rồi. Việc em cần là uống thuốc, sau đó nghỉ ngơi, ngoan ngoãn chịu sự giám sát của anh. Vậy sao mà được? Chúng ta đều đang tăng ca, em không thể về nhà nghỉ ngơi được. Một mình anh liều mạng là đủ rồi. Anh không thể lại để bạn gái anh cùng lao vào được. Có sốt không? Không sốt. Không sao, đừng quan tâm em. Xin lỗi, làm phiền rồi. Có phải có tin của bên phía Phi Dương rồi không? Đúng vậy, có kết quả điều tra rồi. Sữa bột có vấn đề ở Thái đều là cùng một lô, mà lô sản phẩm bán trong nước lại là không có sản phẩm nào trong lô này. Cũng chính là nói, sản phẩm bán trong nước không liên quan gì đến lô vấn đề ở Thái. Andy nói, ngày mai lúc đi làm, bộ phận kiểm tra chất lượng sẽ đưa ra thông báo. Bản thông báo em viết có thể đăng rồi. Tắm xong rồi, quần áo của anh cũng giặt xong rồi, đang sấy khô. Em lấy cho anh một bộ áo choàng tắm. Dáng người của anh cao quá, không biết có thể mặc vừa bộ này không. Đói rồi phải không? Mau ăn đi. Ăn xong rồi thì sớm về nhà đi. Nhà em và chỗ anh ở đúng là cách xa nhau. Tối nay phải đi ngủ sớm, không sáng mai không dậy nổi. Đình Dĩ rất xem trọng anh, chúng ta đừng phụ lòng người ta. Mấy món này đều là món ruột của em. Lần trước nấu là khi nào em cũng không nhớ nữa. Cà chua trứng rất ngon, canh xương hầm bắp kia. Tối hôm nay anh có thể ở lại đây không? Tối hôm nay anh muốn ở lại đây. Được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Thank you.
Những người sau 90 các anh sao lại tùy hứng như vậy? Cơ thể không khỏe, tâm trạng không tốt, nói không đi làm thì không đi làm nữa, thế sao mà được? Nào, mau đi ăn cơm đi, ăn xong rồi thì đi về nhà đi. Nghe lời, nghe lời, mau đi ăn cơm đi, mau đi ăn cơm đi. Em đi lấy cho anh một ít dưa chua. Bản thông báo chính thức của chúng ta đã nói rõ, tất cả sữa bột được xỉ nhỏ bán trong nước không những không cùng một lô với lô xảy ra vấn đề ở Thái Lan, mà còn không cùng dây chuyền sản xuất. Hơn nữa, báo cáo kiểm tra chất lượng mới đã chứng minh tất cả sữa bột được xỉ nhỏ bán trong nước không có vấn đề gì. Tại sao bây giờ lượng bình luận và lượt xe lại ít hơn lúc nổ ra tin xấu nhiều như vậy? Đây đều là bình thường, vì sự nhiệt tình của công chúng đối với tin xấu luôn cao hơn tin tốt. Có điều không sao, điều quan trọng nhất của bản thông báo này chính là trình bày sự thật và ổn định lòng người. Hơn nữa, chúng ta đã liên hệ với các tài khoản và các phương tiện truyền thông khác. Hôm nay sẽ có làn sóng xe lại công khai đầu tiên, đến lúc đó nhiệt độ tự nhiên sẽ tăng lên. Thực tế, trên bộ phận dịch vụ khách hàng đã phản hồi lại. Sau khi bản thông báo được đăng, số lượng gọi đến đường dây nóng đã giảm đáng kể. Cửa hàng và trung tâm thương mại cũng phản hồi lại là doanh số không bị ảnh hưởng quá nhiều. Các cô vất vả rồi, nên mà. Có điều Vệ Triết vẫn khuyên chúng ta đừng nên lơ là, vẫn phải giữ đường dây nóng 24 giờ, ít nhất một tuần. Ngoài ra chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi dư luận. Được rồi, nhưng tôi vẫn hy vọng các cô có cách giải quyết dứt điểm chuyện này. Cho nên tôi muốn tiến hành quay quảng cáo trước thời hạn, quay xong càng sớm càng tốt, dùng đoạn quảng cáo này loại bỏ tất cả ảnh hưởng tiêu cực. Được rồi, không thành vấn đề. Kịch bản quảng cáo đã có sẵn, đợi lát nữa tôi sẽ ký hợp đồng mới với Bunny, tranh thủ một trong hai ngày sẽ hoàn thành quay chụp. Chẳng qua vẫn quyết định chỉ chụp một mình Bunny thôi, đúng không? Đúng. Trong đây có 30 vạn tệ, là kinh phí để cậu thực hiện bước tiếp theo. Số tiền này là tôi đích thân xin từ Trí Tuệ mới. Ngô Tổng vô cùng vừa ý với biểu hiện lần trước của cậu. Ông ấy nói chỉ cần cậu có thể quỷ quại lực sĩ nhỏ, tiền không phải là vấn đề. Một khi chuyện thành, lực sĩ nhỏ bị lật đổ, phần trăm thị phần của Trí Tuệ mới ít nhất cũng tăng thêm 20%, tương đương với chi phí PR các ông thu từ Trí Tuệ mới cũng tăng lên. 30 vạn tệ này e rằng không thể tính là một cọng lông trâu của danh sĩ. Cậu nói không sai, nhưng điều này dựa trên thực tế cậu thực sự có thể phá quỷ được lực sĩ nhỏ hay không. Bất kể làm chuyện gì, trước khi thành công vẫn phải bị kiểm soát. Đương nhiên cậu cần gì, hoặc là cậu cần bao nhiêu tiền đều phải nói với tôi. Trong chuyện này tôi sẽ không tiết kiệm tiền, nhưng mỗi một đồng tiền tiêu vào việc gì cậu phải nói với tôi. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Đương nhiên không quá đáng rồi, vô cùng hợp lý. Ông yên tâm, Viên Tổng, mỗi một đồng tiền tiêu vào việc gì tôi nhất định sẽ báo cáo rõ ràng với ông. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nói, sau khi chuyện thành rồi rốt cuộc cậu cần bao nhiêu. Cái này chỉ có thể nói rõ hoặc là cậu chuẩn bị tung ra công phu sư tử ngoạm, hoặc là cậu có mục tiêu còn quan trọng hơn cả tiền. Nói thật thì tiền tôi cũng thiếu, nhưng tôi càng thiếu một cơ hội vực dậy lại ở nơi đây. Tôi nghe nói Thẩm Anh Kiệt từ trước rồi, đúng chứ? Vị trí giám đốc khách hàng chắc vẫn để trống phải không? Cậu muốn thay thế Thẩm Anh Kiệt sao? Tôi biết ông nghĩ thế nào. Giám đốc Viên, chuyện quân lai giai tuyển thất bại thì thất bại, tôi thừa nhận. Nhưng
không có nghĩa năng lực của tôi có vấn đề. Giám đốc Viên cũng rất rõ ràng, người như thế nào có thể mang lại lợi ích cho ông và danh sĩ. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Quyền chủ động trong chuyện này nằm trong tay tôi. Lúc nào tôi cũng có thể ngừng dự án này lại, hoặc tìm người khác thay thế. Giám đốc Viên, ông đừng quên, kế hoạch này là do tôi định ra. Tôi muốn hủy hoại nó cũng rất dễ dàng. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Uy hiếp hay là khuyên nhủ? Có lúc chỉ là chuyện một câu nói thôi. Được lắm, trình độ này của cậu có tư cách làm giám đốc khách hàng của danh sĩ tôi. Tôi hứa với cậu, chỉ cần cậu có thể đánh bại được tiểu lực sĩ, chức giám đốc chắc chắn là của cậu. Cảm ơn giám đốc Viên. Chào buổi sáng, Winnie. Chào Ami. Giám đốc Thư gọi tôi tới. Giám đốc Thư có nói cô ấy đợi cô ở văn phòng. Cảm ơn. Chủ tịch Giang, sao thế? Winnie tới rồi, đăng ký hợp đồng ở chỗ Thư Tình. Liên quan gì tới em? Đừng như vậy, dù sao cũng là bạn thân thiết của em. Thoải mái hơn chút đi. Đúng là lâu rồi không thoải mái như vậy. Hai ngày nay mệt chết rồi. Làm vất vả như vậy, có từng nghĩ đổi công việc khác không? Sao lại không nghĩ tới chứ? Nhưng đâu có dễ dàng như vậy được. Làm không tốt chi bằng cứ như bây giờ. Hay là làm cùng tôi đi, thế nào? Cùng anh? Chẳng phải bản thân còn không có việc làm sao? Tôi đã bàn bạc gần xong rồi, công ty danh sĩ rồi. Có thể không bao lâu nữa sẽ làm giám đốc khách hàng ở bên đó. Nếu cậu tới đó, cậu vẫn làm giám đốc dự án của cậu, thế nào? Anh nói thật sao? Lừa cậu làm gì? Anh Khải, tôi thấy con người anh nghĩa khí thật đấy. Lúc này vẫn còn nghĩ tới tôi. Hai chúng ta cùng nhau làm việc ở Phi Dương, tới danh sĩ cũng cần phải có người mình chứ, đúng không? Được, chỉ cần anh nói một tiếng, tôi sẽ lập tức qua đó. Nhưng trước khi vào danh sĩ thì họ muốn tôi làm chút việc gì, đánh bại tiểu lực sĩ. Mình nghe Thư Tình nói quay quảng cáo được lắm, biểu hiện rất chuyên nghiệp. Chúc mừng nhé. Có phải nên mời mình ăn bữa cơm gì đó không? Được, tùy cậu chọn nhà hàng ở Thượng Hải. Có tiền hào phóng gì? Cảm giác có tiền thích thực. Mình xin lỗi, hôm đó tính khí mình không tốt lắm. Coi như mình uống nhầm thuốc đi. Thật ra mình cũng không biết hôm đó bản thân mình đã nói linh tinh những gì nữa. Cậu đừng để trong lòng nha. Nhưng Đạt Lâm, cậu thật sự phải tin mình. Mình và Triết Nghĩa chỉ đơn thuần là quan hệ ông chủ và người đại diện thôi. Mình cũng mong cậu tin mình. Mình thật sự thấy Lâm Khải là người đàn ông tốt. Không muốn cậu để lỡ cậu ấy. Cậu yêu ai yêu cả đường đi sao? Mới yêu vậy Triết được mấy hôm mà Lâm Khải đã trở thành em trai ruột của cậu sao? Không được sao? Mình hỏi cậu nhé, nếu có một ngày mình cãi nhau với Lâm Khải,
thì rốt cuộc cậu sẽ giúp ai? Ai có lý thì mình giúp người đó. Hay lắm, Giang Đạt Lâm. Mình và cậu làm bạn thân bao nhiêu năm, cậu nói mấy lời như vậy? Trọng sắc khinh bạn. Mình mới không cần người bạn thân như cậu đó. Mình đợi cậu gọi mình một tiếng chị dâu. Khổng Dương, cậu làm phi dương được nhiều năm rồi. Cậu nghĩ xem, bây giờ cậu đi phỏng vấn bừa công ty nào đó thì trên hồ sơ ứng tuyển cũng chỉ có thể viết chuyên viên thị trường. Không có bất cứ ai biết được tại sao cậu lại bị giáng chức. Chỉ nhìn vào hồ sơ ứng tuyển mà nói người này làm 5 năm rồi, sao vẫn phải làm việc cấp thấp như vậy chứ? Họ sẽ cho rằng năng lực của cậu có vấn đề. Tôi nghĩ đây cũng là lý do cậu không muốn rời khỏi phi dương. Vì bây giờ cậu vốn không có bất cứ cơ hội nào để tìm công việc tốt hơn cả. Tôi nói không sai chứ? Mời hai vị dùng. Hơn nữa tôi nghe nói khoản trả tiền mua nhà kết hôn của hai người còn do bố mẹ hai bên tích góp cho. Khổng Dương, cậu còn phải trả nợ. Sau khi kết hôn có rất nhiều cái cần tới tiền. Cậu từng nghĩ phải làm thế nào? Không giấu gì anh, gần đây vì chuyện dùng tiền cho kết hôn mà tôi và bạn gái đã cãi nhau không ít. Anh xem một người đàn ông như tôi nhưng còn không biết kết hôn nổi. Vì thế tôi hy vọng cậu có thể làm cùng tôi. Cậu thấy hai chúng ta kém cỏi chỗ nào chứ? Vì học vấn hay năng lực, cậu mạnh hơn tôi nhiều mà. Một người nhất định phải có dũng khí, có dã tâm mới có thể nổi bật hơn người khác. Nếu như anh không có dũng khí, không có dã tâm thì cả đời sẽ nghèo đói cũng đáng, không trách ai được. Nếu hôm nay đã nói tới mức này rồi, tôi sẽ nói hết với cậu luôn. Tôi đã nghĩ kỹ làm thế nào để đối phó với tiểu lực sĩ rồi. Hơn nữa đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Chưa đầy 3 ngày, chắc chắn tiểu lực sĩ sẽ xảy ra chuyện lớn. Nói thẳng ra, tôi không tìm cậu mà tìm người khác làm cũng thế. Nhưng tôi thấy cậu là người làm việc nghiêm túc thành thực. Khổng Dương, hai chúng ta chơi lớn một lần rồi cùng nhau vào danh sĩ, tốt biết bao chứ. Đây là 200.000 nhân dân tệ. Chỉ cần cậu đồng ý thì số tiền cọc này sẽ thuộc về cậu. Khổng Dương yên tâm đi, theo tôi làm thật tốt, đảm bảo sau này cậu sẽ coi thường số tiền này. Không nói gì khác nữa, tôi làm. Hôm nay là quay phim quảng cáo, trang điểm sẽ đậm hơn một chút. Cô thấy như vậy hài lòng chưa? Rất tốt. Được rồi, sau này trước khi trang điểm hãy dùng loại này massage, như vậy sẽ tốt hơn. Chẳng trách hiệu quả được lắm. Đúng thế. Chào giám đốc Tiết, tôi ra ngoài trước đây. Chào giám đốc Tiết. Cô càng ngày khách sáo với tôi rồi đó. Bây giờ anh là sếp của tôi, tôi khách sáo là chuyện đương nhiên. Cô không muốn hỏi tôi tại sao lại loại bỏ Tưởng Nam Hy chỉ để mình cô làm đại diện không? Tôi cũng muốn hỏi, nhưng sau đó tôi đã nghĩ thông rồi. Nghĩ thông điều gì? Dù từ hiệu quả đầu tư quảng cáo hay là hiệu quả chuyển hóa tiêu thụ của livestream, tôi thì rõ ràng tốt hơn Nam Hy. Tưởng Nam Hy dù có nổi tiếng, có địa vị, nhưng tốt xấu thì đâu có nhiều fan hâm mộ như tôi. Hơn nữa, nếu tôi đoán không lầm thì phí đại diện của tôi chắc thấp hơn cô ấy nhiều. Cũng tức là mức giá cạnh tranh của tôi cao hơn. Anh không chọn tôi thì chọn ai? Cô cũng rất tự tin đó. Nếu tôi còn không có nổi một chút tự tin thì đã không đăng ký rồi. Nhưng điều tôi tò mò là tại sao anh lại có niềm tin với tôi như vậy chứ? Muốn nghe lời thật lòng không? Đương nhiên rồi. So với việc nói tôi có niềm tin với cô thì chi bằng tôi có niềm tin với cách thức truyền thông truyền bá mới. Giống như cách cô nói vậy, chi phí đại diện của cô so với Tưởng Nam Hy chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đối với tôi mà nói, nếu như giá thành rất thấp, tại sao lại không thử chứ? Thiệt tình,
khen tôi một câu thì chết à? Đúng rồi, mấy ngày trước chuyện bên nước Thái thực sự không ảnh hưởng tới sản phẩm trong nước sao? Cô hỏi như vậy là quan tâm tới sản phẩm do cô đại diện hay là quan tâm tới tôi thế? Giám đốc Tiết, lập tức thông báo với người của DL tới công ty để họp. Được rồi, tôi có việc rồi, tôi đi trước. Được rồi. Mấy ngày trước, sữa bột Tiểu Lực Sĩ đã công bố báo cáo kiểm tra chất lượng nhằm để chứng minh lô sữa bột bán trong nước không chứa trực khuẩn lỵ. Mong mọi người hãy yên tâm sử dụng. Những người cẩn thận sẽ phát hiện phần báo cáo này dường như bao gồm tất cả các thành phần dinh dưỡng và số liệu kiểm nghiệm chất gây hại, duy chỉ không có hàm lượng estrogen có bao nhiêu trong sữa bột. Đây rõ ràng là tự nhiên kiếm cớ. Estrogen vốn không phải hạng mục kiểm nghiệm thường quy định theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia. Kiểm nghiệm lần này của chúng ta là để chứng minh trong sữa bột không có chứa trực khuẩn lỵ. Chẳng có chuyện gì, tôi tra estrogen làm gì chứ? Nhưng mọi người không hiểu luật cụ thể như vậy. Tin Weibo này, dù là từ tiêu đề hay cho tới nội dung, đều có tính kích động xúi dục rất mạnh. Vừa mới đăng lên chưa đầy nửa ngày đã có lượt xe rất lớn của dân cư mạng. Vì thế tôi đã thương lượng với Dạy Triết, để phòng tránh hậu hoạn, chúng ta nên lập tức làm kiểm nghiệm estrogen, công bố kết quả với mọi người. Được rồi, tôi hiểu, tôi sẽ giải quyết. Còn nữa, lần này nếu chỉ công bố kết quả thì sợ là không đủ. Chúng ta phải nghĩ cách liên hệ với mấy vị chuyên gia, giúp Tiểu Lực Sĩ cùng nhau khí hậu, ngăn chặn hoàn toàn việc có người muốn lấy estrogen để làm cớ giết bài. Cái này thì dễ làm. Trước đây chúng tôi có hợp tác với mấy vị chuyên gia, lúc đó tôi liên lạc với họ xong rồi sẽ nói với cô. Được rồi, dù thế nào tôi cũng hy vọng chuyện này sẽ mau chóng được giải quyết. Bên tổng bộ đã đồng ý kế hoạch chiếm lấy thị trường các thành phố tuyến 3-4 của chúng ta. Tôi không hy vọng vào lúc này có chuyện chắn ngang. Yên tâm đi, DL chúng tôi sẽ không khiến anh thất vọng. Anh Khải, chúng tôi vừa thu xếp xong tài liệu của ba vị chuyên gia đưa cho DL. Được rồi, tôi biết rồi. Thế này, cậu bây giờ giúp tôi làm một chuyện. Louis, báo cáo kiểm tra hàm lượng estrogen trong sữa lực sĩ nhỏ đã có rồi. Cậu nhanh chóng đi thu thập số liệu hàm lượng estrogen trong sữa của mấy nhãn hiệu lớn trên thế giới là một bảng so sánh cho tôi. Đã hiểu. An Đông, giới thiệu một chút tình hình của ba vị chuyên gia. Trương Lâm Khôn, chuyên gia đứng đầu trung tâm quản lý sức khỏe nhi đồng Thần Quang. Tôn Hiểu Anh, chuyên gia khoa nhi nổi tiếng, có nhiều bộ sách bán chạy về nuôi dạy trẻ. Thạch Chấn Dân, ban quản lý thường trực hiệp hội giáo dục sớm trẻ em, có video nuôi dạy trẻ độc quyền trên Sigo Video, lượng xem trên 10 triệu. Tốt, tôi biết rồi. Vậy mau thảo luận với họ một chút đi. Chủ yếu nhắm đến 3 điểm mà chúng ta tổng kết ra. 1. Tiêu chuẩn quốc tế về hàm lượng estrogen trong sữa. 2. Nguồn gốc estrogen trong sữa. 3. Sự khác biệt giữa estrogen sản sinh từ trong và bên ngoài. Được rồi, em sẽ để bọn họ phát biểu trên mạng xã hội cá nhân. Với lại em sẽ khống chế thời gian đăng bài, tận lực loại bỏ dấu tích công khai. Người này chắc chắn là được ông chủ Lực Sĩ nhỏ bao nuôi rồi. Quay thể loại quảng cáo mất lương tâm này. Cô gái này ở đâu, mọi người điều tra thân phận mới được. Quá thất đức rồi. Để cô ấy uống đi. Đúng rồi đó. Cô có lương tâm hay không hả? Loại quảng cáo tuyệt hậu này mà cũng nhận. Cô đi chết đi. Bên đi à, giúp thương nhân vô lương tâm cùng nhau kiếm tiền bẩn. Cô còn là người không? Em yêu anh về rồi đây. Cục cưng, sao vậy? Cô có hy vọng con cô uống sữa bột Lực Sĩ nhỏ này không?
Cô hy vọng con cô phát triển sớm không? Em yêu em xem. Quay một quảng cáo bị bọn họ bắn thành ra như vậy, đây chính là bạo lực mạng. Bỏ đi cục cưng. Bọn họ thích nói thế nào thì nói thế ấy. Em coi như chưa nhìn thấy là được. Bạn gái anh bị người khác mắng, sao anh có thể có thái độ này chứ? Em lại không phải đứa mù, sao em có thể không nhìn thấy được chứ? Không thì thế nào bây giờ? Người ta mắng em, em cũng không thể mắng ngược lại. Vì sao em không thể chứ? Em chính là muốn mắng lại. Em cứ muốn mắng lại đó. Được rồi, được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Như vậy đi, nếu như em không vui, quảng cáo này chúng ta dứt khoát không quay nữa. Trả lại tiền cho bọn họ. Đây là vấn đề tiền sao? Em không dễ dàng gì mới lên làm người đại diện này. Anh đừng quên, anh cũng đã đồng ý. Bây giờ nói không làm là không làm nữa. Em không phải con rùa rụt cổ. Bình đi. Như vậy là em không nói lý rồi. Một luật sĩ nhỏ xảy ra vấn đề, cộng đồng mạng có quyền đưa ra ý kiến của bọn họ. Thấy bọn họ nhắm vào là sửa một luật sĩ. Không phải nhắm vào em đâu. Được rồi, anh đừng nói nữa. Anh rốt cuộc là về phe nào? Bình đi. Sau khi phát ra báo cáo kiểm tra, hàm lượng estrogen và quan điểm của chuyên gia, phản ứng cũng không tồi. Không ít cư dân mạng biểu thị bằng lòng tin tưởng lời của chuyên gia, cũng đã loại bỏ nghi ngờ đối với sản phẩm của chúng ta. Hiệu quả làm việc của DL đúng là rất cao, nhưng mà vẫn không thể khiến chúng ta thả lỏng. Tôi coi như đã lĩnh giáo được dư luận mạng, thật sự là thay đổi chóng mặt. Thư Tịnh đã nói bọn họ sẽ giám sát dư luận 24 giờ. Tốt. Còn có một chuyện, bộ phận thị trường trong lúc giám sát hiệu quả người đại diện phát hiện không có ít dân cư mạng công kích bên đi, dẫn đến cô ấy không thể không đóng bình luận Weibo. Chuyện này chúng ta cần xử lý một chút. Được rồi, tôi suy nghĩ một lát. Alo, cô đang ở đâu? Tôi đi dạo. Cô muốn cùng tôi uống một ly không? Được rồi, vậy lát nữa tôi đón cô. Tạm biệt. Cô ở đây nhìn gì vậy? Anh nói muốn uống một ly là đến kiểu nơi như thế này uống à? Yên tâm đi, tôi mời. Không cần, chúng ta chia. Chủ ở đây nhiều quá. Ông chủ ở đây là bạn tôi. Anh ấy có thể đem mọi thứ anh ấy thích đều trở thành sự nghiệp để phấn đấu. Thích rượu vang, liền xây một hầm rượu, sau đó trở thành cửa hàng đại lý rượu vang. Mời, trong ngoài. Anh ấy còn đặc biệt thích hút xì gà, liền đem một quầy xì gà. Còn có chính anh ấy đặc biệt sưu tầm tác phẩm nghệ thuật. 10 năm gần đây, mấy bức họa mà anh ấy sưu tầm, mỗi bức đều được tán dương là hạng tốt thượng đẳng. Quả thật là đều có thể tự mình mở bảo tàng mỹ thuật. Làm chuyện mình muốn làm tốt thật đấy. Lát nữa chúng ta uống xì rét nha. Thế nào? Cứ theo ý anh là được. Được rồi. Rất nhiều người thích uống nhiều loại rượu khác nhau, nhưng mà tôi lại thích uống loại rượu này. Bởi vì nó có hương vị rất đặc biệt. Tôi thật sự rất thích hương vị của nó. Quả thực phong phú, cô thử xem. Cô làm gì vậy? Đánh giá rượu, ngon không? Anh muốn nghe lời thật lòng không? Đương nhiên. Tôi uống không ra, ngoại trừ là rượu vang 20 tệ một bình trong siêu thị, với 2.300 tệ trong nhà hàng cao cấp. Ngoài ra những cái khác, tôi căn bản không thử ra điều khác biệt gì. Mỗi lần nói chuyện với cô đều có sự bất ngờ. Ai cũng nói tôi có khiếu hài hước hết. Hoặc là người phụ nữ như tôi anh gặp quá ít.
Vậy cô là kiểu phụ nữ như thế nào? Chính là kiểu vừa ra đời đã thua ở vạch xuất phát. Vì để đạt được mọi thứ mình muốn, chỉ có thể liều mạng luyện tập 18 loại võ nghệ, thiếu hài hước và năng lực mạnh mẽ tự mình an ủi cũng là một trong số đó. Xin lỗi, số điện thoại mà bạn gọi tạm thời không có người nghe. Xin gọi lại sau. Thật ra trước đây lúc tôi live stream cũng không phải chưa từng bị người ta mắng, nhưng tôi coi như không nhìn thấy gì. Nhưng lần này thì khác. Lực sĩ nhỏ là quảng cáo đầu tiên trong đời của tôi, là một bắt đầu hoàn toàn mới. Bây giờ bị người ta mắng như vậy, tôi thật sự rất khó chịu. Xin lỗi, tôi không có ý trách anh đâu. Tôi chính là cảm thấy bản thân vô cùng đen đủi. Cũng không đúng, tại sao tôi lại đột nhiên biến thành không biết ăn nói như vậy? Tôi hiểu ý của cô. Tôi nói lời xin lỗi với cô. Không phải là nói tôi không muốn để cô quay lại quảng cáo này, mà là gần đây công việc của tôi tương đối nhiều, không có để ý tình hình bên cô. Tôi cũng không ngờ cô bị cuốn vào. Là tôi suy nghĩ không chu toàn. Chị Darling, Benny có ở cùng với chị không? Không có. Sao vậy? Cậu và Benny lại cãi nhau à? Làm ơn, sau này chuyện của bạn gái cậu tự mình giải quyết đi. Đừng làm phiền chúng tôi hẹn hò có được không? Xin lỗi, làm phiền rồi. Biết sai thì phải sửa. Anh hung dữ như vậy làm gì? May mà Lâm Khải còn là anh em ruột khác cha khác mẹ. Anh bây giờ thấy cậu ấy còn giống em trai em hơn. Em bây giờ lo lắng cho Benny và cậu ấy còn hơn anh nữa. Ghen rồi hả? Anh vừa rồi còn ở đây không ngừng gọi điện thoại, giờ anh còn nói nữa. Anh gọi điện thoại đó là bởi vì công việc. Anh là bảo An Đông đi điều tra người gió mát từ từ thổi đến này rốt cuộc là ai. Người này rõ ràng là công kích lực sĩ nhỏ. Anh không điều tra rõ, trong lòng anh không yên. Dù sao là anh đặc biệt có lý do nhỉ. Vậy được, chúng ta nói rồi nhé. Bắt đầu từ bây giờ ai cũng không được gọi điện thoại. Hẹn hò hẳn hôi. Tôi biết chuyện bây giờ anh cần xử lý chắc chắn là rất nhiều. Chút chuyện nhỏ như tôi căn bản là không đáng nhắc đến. Sao lại là chút chuyện nhỏ chứ? Cô là người đại diện của lực sĩ nhỏ, cô bị oan ức, tôi không thể đổ trách nhiệm được. Anh đi, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Ngày mai để bộ phận thị trường nghỉ một bản thanh minh hướng đến bộ phận cư dân mạng có hành vi bạo lực mạng với cô Bình đi, người đại diện lực sĩ nhỏ, đưa ra lời cảnh cáo nghiêm chỉnh, đồng thời bảo lưu quyền truy tố. Đối với các chuyện tin đồn vô căn cứ khác làm tổn hại hình tượng và danh dự của cô Bình đi, bảo đội pháp luật lập tức tiến hành, thúc giục đối phương xóa bình luận, đồng thời xin lỗi, bằng không thì gửi văn hàm luật sư. Như vậy được rồi chứ?
Tôi lớn như vậy rồi, anh là người đầu tiên ra mặt giúp tôi, ngoại trừ Giang Đạt Lâm.